cấu trúc database cấu trúc vật lý tạo nên database có thể được hiện rõ cho người quản trị hệ thống. Chúng ta người dùng nhìn thấy cấu trúc logic như là bảng. Oracle sử dụng một thuật ngữ là schema để mô tả bất kỳ cấu trúc nào chứa dữ liệu. Một schema là một cái bảng bao gồm dòng các dữ liệu và có hàng tá cái schema kiểu schema ở trong database. Một cái phần quan trọng đó là table schema, index schema, undo schema. Và tất cả chúng muốn được quan tâm về tiếp tới đây là quan tâm vào bây giờ chúng ta không còn biết nhiều hơn rằng là bảng chỉ bao gồm các dòng thông tin và index là một cơ chế để cho phép truy cập nhanh tới các dòng cụ thể, và undo schema là cấu trúc dữ liệu để sử dụng để lưu giữ thông tin có thể cần thiết trong quá trình đảo ngược bất kỳ giao dịch nào mà chúng ta không muốn nó tồn tại. Sheet auxiliary, cái bảng không gian bảng này phải được tạo tại thời gian tạo database. Nếu chúng ta không ghi rõ thì hệ thống sẽ tạo mặc định. Nói tóm lại là gì? Quản trị hệ thống thì nhìn thấy các file vật lý, người lập trình nhìn thấy cái segment logic. Sự ảo hóa, Oracle ảo hóa các lưu trữ logic từ lưu trữ vật lý thông qua khái niệm là table space. Nó về vật logic, nó là tập hợp của một hoặc nhiều segment, và nói vật lý thì nó là một tập hợp của nhiều data file. Theo ngôn ngữ của phân tích quan hệ thì đó là một quan hệ nhiều giữa segment và data file. Một database có thể được cắt ra và chia sẻ trên nhiều data file, và một data file có thể chứa từng bit của rất nhiều bảng. Thông qua việc thêm data table space, thêm cái đối tượng data thừa space ở giữa segment và file, Oracle đã xử lý được cái quan hệ nhiều này. Thông qua việc thêm cái thực thể table space ở giữa mối quan hệ segment và file, Oracle đã giải quyết được mối quan hệ nhiều này. Một segment sẽ bao gồm một số các block. Data file được định dạng thành những block, và những block đó được gán cho segment như là các dòng của segment. Bởi vì quản lý không gian từng block tạo thời điểm sẽ tốn thời gian, nên block được nhóm thành các cái nhóm lại gọi là các extents. Một extents là một chuỗi các block mà nằm đánh số liên tục trong một data file. Một segment tăng khi mà chúng ta thêm các các extend mới vào nó. Những cái phần mở rộng đó không cần thiết phải nằm cạnh nhau hoặc trong cùng một data file. Chúng có thể đến từ nhiều data file, mà data file đó phải là một phần của cái bảng đó, cái bảng mà cái segment nó ở. Đại khái như này, nó gọi là một cái table space thì chia nhiều extent, mỗi extent có nhiều block. Hình 3.7 ở trên cho thấy rằng là cấu trúc dữ liệu kim kế thừa Oracle với sự chia tách giữa logic, lưu trữ logic và lưu trữ vật lý. Table
space, data file, segment extend, block, block. Tiếp nhé, loại này, đầu tiên này, tất cả các thông tin ở table space tách ra thành là segment, segment của extend, extend sao mà dự nhỏ hơn của extend đó là block, thì có thuyền vật lý của data file, thì có cái os block đang ở chung với nhau, hai ở chỗ ở đây. Rồi tiếp theo là sẽ sang mục